ba lý do vì sao sau Huệ Vương, Tô Đại sẽ gọi tiếp tên Bình Tỏa. Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, nhiều ý kiến cho rằng vì ông Nguyễn Phú Trọng quyết chủ lại chức vụ Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3, bất chấp điều lệ của Đảng, nên Tổng Trọng đã chọn ông Nguyễn Hòa Bình, một kẻ tham quyền cố vị làm lá chắn. Nhờ vậy, Bình Tỏa, một nhân vật đầy tai tiếng, bất ngờ lọt vào Bộ Chính trị. Mới đây, bất ngờ cái tên chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình lại một lần nữa được sướng danh trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của người dân. Vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình hay không? Trang Facebook của luật sư Trần Đình Triển mới đây xuất hiện một status với tiêu đề "Cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai của ông Nguyễn Hòa Bình hay không?" Luật sư Triển đặt vấn đề, vừa qua cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và khởi tố bị can với ông Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, đã từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Dư luận xã hội phản ánh, gia đình Lê Đức Thọ có hàng ngàn tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra cần được giải đáp là tiền đó do đâu mà có. Theo tác giả Việt Tín Băng, trong thời gian ông Lê Đức Thọ làm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị cần phải thanh tra, điều tra, làm rõ một số vấn đề sau đây. Việt Tín Băng thành lập bao nhiêu công ty, mua cổ phần hoặc liên danh liên kết với các doanh nghiệp nào, nguồn vốn từ đâu ra, hạch toán, kế toán như thế nào, lợi nhuận thu về để đâu, vân vân. Đáng chú ý, theo luật sư Triển, bật mí như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam là một trong số các công ty vệ tinh của Vietinbank do Nguyễn Tuấn Anh, hiện là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, con trai ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, một thời gian dài đã làm chủ tịch công ty quản lý vốn và đã bung vốn đầu tư một khối lượng tiền vô cùng lớn. Tác giả đặt tiếp câu hỏi, vậy Lê Đức Thọ và Nguyễn Tuấn Anh có cấu kết với nhau hay không? Có ăn chia hay không? Có lợi dụng ảnh hưởng của Nguyễn Hòa Bình và ông Bình có can thiệp như một số đơn thư nêu vấn đề lên hay không? Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm. Đáng chú ý, trước đó luật sư Trần Đình Triển đã nhiều lần giới thiệu như sau. Ông Nguyễn Hòa Bình là bạn học cùng khóa đại học với tôi. Trong công tác thì có thời gian cùng ngành hoặc khác nghề nhưng lại liên quan đến nhau. Vì vậy, tôi hiểu biết Nguyễn Hòa Bình từ học hành, năng lực, trình độ, sở trường, sở đoản, phẩm chất đạo đức và nhân cách. Điều này cho thấy luật sư Triển cũng là đồng môn của đương kim Bộ trưởng Bộ Công an. Chưa hết, ông Triển còn khẳng định, chánh án còn có anh con trai còn rất trẻ đã được luân chuyển bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực, Tổng Trọng và phe Nghệ Tĩnh đang chật vật chống lại sự lộng hành của Tô Lâm, người đang nỗ lực để giành chiếc ghế người đứng đầu của Đảng từ tay ông Tổng Trọng. Đó là lý do trên mạng xã hội của người Việt có nhiều ý kiến cho rằng những tiết lộ của luật sư Triển đưa ra vào thời điểm này được coi là cố ý đổ thêm dầu vào lửa, nhằm mục đích đẩy quyết tâm của Tô Lâm tiễn Bình Tỏa ra đi. Điều này có liên quan gì đến luồng dư luận cho rằng trong cuộc chiến cung đình, Tô Lâm có kế hoạch lôi kéo sự chú ý ủng hộ của dư luận với mục đích thỏa mãn cơn cường nộ của số đông dân chúng về thực trạng thiếu công lý ở Việt Nam hiện nay? Xin nhắc lại, bình luận về việc Tô Đại Tướng sẽ chọn quân cờ lên mưu nào tiếp theo, nhà báo Trần Hữu Chân đã đưa ra một nhận xét đáng chú ý như sau. Chánh án Nguyễn Hòa Bình chỉ là món nộm trong bữa tiệc của Tô Đại Tướng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm muốn hạ hỏa sự sụp sôi của dân chúng trước hội đồng giao thớt của chánh án Hòa Bình. Ông này cho quân ra chợ mua giao thớt về để làm vật chứng cho vụ án Hồ Duy Hải kéo dài hàng chục năm trời. Tổng Trọng và chánh án Hòa Bình. Dẫu rằng theo giới quan sát lâu nay, mối quan hệ giữa ông Bình và Tô Đại Tướng vẫn ở mức tâm đầu ý hợp. Việc chánh án của Hòa Bình được đánh giá là rất thân cận với Tổng Trọng đến nay đã trở thành một trở ngại cho sự nghiệp chính trị của ông. Thì việc Tô Lâm xử lý Nguyễn Hòa Bình để buộc Bình Tỏa phải ra đi sẽ trở thành một đòn nhất tiễn hạ song điều, mà ông Tô Lâm sẽ là người có lợi nhất. Rất có thể sau Vương Đình Huệ sẽ đến lượt ông Nguyễn Hòa Bình được ghi tên vào bảng phong thần của Tô Đại Tướng. Chúng ta hãy cùng chờ xem.
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.de với bản tin ba lý do vì sao sau Huệ Vương Tô Lâm sẽ lại tiếp tục bứng thêm Bình Tỏa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Huệ Vương vẫn vững tin và Tô Đại chưa chắc đã thắng? Lãnh tụ Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã để lại một câu nói bất hổ với chính quyền Cộng sản. Chính quyền đẻ ra từ nòng súng. Trong cuộc đại chiến cung đình trên chính trường Việt Nam hiện nay, ưu thế của kẻ có súng đã đưa Bộ trưởng Bộ Công an lên làm chủ cuộc chơi và chiếm nhiều ưu thế nhất trong đảng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Vương Đình Huệ. Theo giới quan sát, các phe nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đang đẩy các đối thủ vào thế triệt buộc, không lối thoát, phải thúc thủ, đầu hàng và giã từ cuộc chơi. Với lối đánh bí mật, bất ngờ, thần tốc, Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm đã khiến cho cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một ngôi sao chính trị đang lên, người có mối quan hệ mật thiết với ông Tổng phải lập tức bó tay giương cờ trắng, kết thúc sự nghiệp chính trị ở tuổi 54. Thừa thắng xông tới, Bộ trưởng Tô Lâm chuyển mũi tấn công vào các sân sau và nhân sự thân tín của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Tô hy vọng sẽ nhanh chóng buộc Huệ Vương phải làm đơn xin từ chức về trách nhiệm chính trị tương tự như các tiền lệ trước đây. Đến lúc đó, Tô Đại tướng sẽ một mình một ngựa, ung dung tiến tới ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, bất kể có hay không có sự tồn tại của Tổng Trọng. Đó là lý do sau khi Tô Lâm cho bắt Nguyễn Duy Hưng và Phạm Thái Hà đã lập tức xuất hiện tin đồn cho rằng Huệ Vương đã thúc thủ buông gương xin thôi chức để tránh bị truy tố trách nhiệm hình sự. Không lâu sau lại rộ lên các tin tức khẳng định rằng những thông tin gây bất lợi cho ông Huệ là do phe của Bộ Công an tung ra. Tô Lâm đã đánh giá không đúng cũng như không biết hết về tiềm năng của phe Nghệ Tĩnh và ông trùm Vương Đình Huệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Đình Huệ. Tại sao lại nói như vậy? Thứ nhất, có thông tin cho biết trong phiên họp của Bộ Chính trị chiều ngày 19 tháng 4, ông Vương Đình Huệ dứt khoát không nhận tội mà còn thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc của Bộ Công an. Ông còn yêu cầu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư làm rõ có hay không có một thế lực đang lộng quyền, tiếm quyền trong đảng, âm mưu hạ bệ tôi, thao túng chính trưởng. Theo giới phân tích, một tài liệu rò rỉ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc kiểm tra và làm rõ báo cáo của Bộ Công an về những sai phạm của ông Huệ. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu lập đoàn kiểm tra trong vòng 60 ngày để kết luận, sau đó sẽ báo cáo cụ thể cho Bộ Chính trị. Điều này cho thấy chưa tới mức Huệ Vương phải chủ động nhận tội. Điều này hãy còn quá sớm. Nhà báo Lê Nguyễn Hưng Trà, cô gái Đổ Long, người được cho là Facebooker rất thạo tin, cũng thừa nhận trong một comment trả lời nhà báo Hoàng Linh cho biết chưa có chuyện làm đơn từ chức. Đó là lý do tại sao, theo giới phân tích, các thông tin vừa kể trên cho thấy Huệ Vương thực sự chưa thúc thổ. Chiều ngày 22 tháng 4, sau khi Bộ Công an chính thức công bố tin bắt trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Trung tướng Tuân Sô, đã nêu đích danh có chủ ý như sau. Bắt ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Nhưng Huệ Vương vẫn bản lĩnh vững vàng, vẫn điều hành phiên họp của Thường vụ Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Theo nguyên tắc tập trung dân chủ và điều lệ đảng quy định, nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương phải tuân theo biểu quyết của đa số. Trong khi chỉ riêng phe Nghệ An đã nắm giữ tới 4 ghế ủy viên Bộ Chính trị và 14 ghế ủy viên Trung ương Đảng. Hơn nữa, ông Huệ còn có lá phiếu của Tổng Trọng cùng với nhóm Hà Tĩnh và các phe cánh khác đang ủng hộ Tổng Bí thư. Như vậy, ưu thế của ông Huệ vẫn còn khá lớn. Trong trường hợp ông Vương Đình Huệ thực sự bị đưa ra Ban chấp hành Trung ương để xem xét kỷ luật, thì khả năng Huệ Vương thoát tội vẫn rất cao. Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 là một ví dụ. Khi đó, Tổng Trọng đưa bà Dũng ra Ban chấp hành Trung ương để mà kỷ luật nhưng bất thành, vì số phiếu ủng hộ bà Dũng trong đảng rất cao. Chưa kể đến mối quan hệ bền chặt giữa ông Tập Cảnh Bình và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như
phe Nghệ An. Trong khi đó, lực lượng của Tô Đại Tướng trong Bộ Chính trị là khá thấp và cái tiếng nói của các đệ tử của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng là một điều rất bất lợi cho Tô Lâm. Đó là lý do tại sao có nhiều ý kiến cho rằng Bộ trưởng Tô Lâm chưa chắc đã giành chiến thắng trong việc hạ bệ Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Huệ Vương vẫn vững tin và Tô Đại chưa chắc đã thắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.